OK, Hồng Liên xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý anh chị nhà đầu tư trong bản điểm tin thị trường tuần vừa qua cũng như phân tích và nhận định xu thế thị trường trong tuần từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 4. Thì như thường lệ thì thường trong phần 1 chúng ta sẽ phân tích lại xu thế thị trường trong tuần vừa qua. Phần 2 thì chúng ta sẽ có một vài cái góc cạnh để chúng ta nhìn nhận cái xu thế thị trường trong tuần mới, và phần thứ ba thì chúng ta sẽ điểm lại, phân tích lại một số các cái danh mục, các cái cổ phiếu mà chúng ta xuyên suốt trong các cái bản tin cũng như là trong tuần vừa qua có một số các cái mã cổ phiếu mới. Thì chúng ta cũng sẽ điểm lại để chúng ta xem là cái diễn biến của các cái những cái mã cổ phiếu đó ở trong tuần vừa qua thì có cái mức tăng trưởng hay là cái mức sụt giảm như thế nào. Thế thì cũng như chia sẻ của Hùng Lê thì trong giai đoạn vừa qua Hùng Lê cũng khá là bận. Chính vì Hùng Lê khá là bận nên là cái việc mà hỗ trợ thông tin cho anh chị em ở trên trên kênh YouTube của chúng ta, tức là trên trên kênh YouTube của chúng ta thì nó có cái tab, ở đấy là có cái tab cộng đồng. Thì trước đây thì Hùng có thời gian thì Hùng thường viết những cái bài phân tích của Hùng Lê lên ở đây, nhưng mà trong cái thời gian vừa qua thì Hùng Lê cũng đang khá là bận. Cái việc Hùng Lê bận thì Hùng Lê cũng đã chia sẻ rồi, đấy là Hùng Lê đang đang phát triển cái chương trình, cái dự án FX của Hùng Lê. Thì hiện tại thì Hùng Lê cũng đang test chỉnh những cái thông số kỹ thuật để có thể hoàn thiện lại tất cả những cái chỉ báo kỹ thuật. Bởi vì như các anh chị, nếu mà những anh chị nào của chúng ta đã biết là nếu mà chúng ta tham gia thị trường Forex thì chúng ta có rất nhiều các cái khung thời gian khác nhau. Chính vì nhiều khung thời gian khác nhau nên cái việc mà chúng ta trending ở trên khung thời gian nào và ở khung đó thì chúng ta sẽ sử dụng những cái thuật toán như thế nào để chúng ta có thể sử dụng, thì đó là một cái điều mà rất là khó, bởi vì là chúng ta phải 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 sử dụng khá là nhiều các cái thuật toán, và ở trên mỗi cái khung thời gian khác nhau thì những cái thuật toán đó nó lại không giống nhau. Tức là có thể là ở trên khung thời gian 15 phút thì thuật toán này nó lại có tác dụng, nhưng mà trên khung thời gian 1 giờ hoặc là 4 giờ hoặc là trên khung thời gian ngày thì nó lại không còn có cái sự tác dụng đó, nó không còn cái sự hiệu quả nữa. Chính vì vậy nên là cái việc mà chúng ta test chỉnh ở trên trên khung thời gian và trên rất nhiều các cái cặp tiền tệ dẫn đến cái việc là tốn khá là nhiều thời gian và công sức. Thì trong giai đoạn hiện tại thì Hùng đang tiến hành test chỉnh những cái tín hiệu kỹ thuật cuối cùng để trước khi mà chúng ta có thể vận hành, dự kiến sẽ khoảng tầm tháng 5 đến tháng 6 tới. Thì đấy là một cái chương trình Hùng Lê đang đang thực hiện. Và thêm một cái ý nữa, trước khi mà đi vào bản tin phân tích thì Hùng Lê cũng có đề cập với các anh chị như sau, tức là ở trong cái bản tin ngày mùng 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, tức là bản tin video số 51, thì rất nhiều những anh chị em có comment là xin được tham gia vào nhóm chuyên sâu. Thì thực ra thì trước đây nếu như những anh chị nào mà xem đi theo Hùng Lê xuyên suốt cả một cái quá trình, thì trước đây trước khi mà Hùng Lê lập một cái nhóm hỗ trợ trên Zalo thì đó là Hùng đã lập một cái nhóm cộng đồng. Tuy nhiên là trên cái nhóm cộng đồng đó thì chúng ta hoạt động nó không có hiệu quả và nó gặp rất nhiều những cái vấn đề khác nhau, dẫn đến cái việc là Hùng Lê đã phải đóng cái nhóm cộng đồng đó lại. Và hiện tại thì Hùng Lê chỉ hỗ trợ những anh chị em nào mà đã chuyển về team của Hùng Lê, có tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán VPS hoặc là tại công ty chứng khoán TVSI. Thì hiện tại thì Hùng Lê đang khuyến khích các anh chị chúng ta chuyển về VPS, bởi vì tại VPS hiện tại đang có những cái chính sách rất là tốt dành cho khách hàng. Những cái chính sách đó là gì? Ví dụ như là ở trên cái tài khoản mà các anh chị đánh ở tài khoản chứng khoán cơ sở thì có tài khoản đuôi 1 và tài khoản đuôi 6. Thì tài khoản đuôi 1 là tài khoản thường, tức là nếu các anh chị chỉ sử dụng tiền mặt thôi thì chúng ta sẽ được công ty miễn phí giao dịch, còn thuế và các khoản mà phải đóng nộp cho nhà nước thì công ty vẫn vẫn thu bình thường.
Tức là ví dụ như bình thường các anh chị trending ở những công ty khác thì theo Hồng Lê được biết là mức phí nó rơi vào khoảng một lệnh mua là 0,15%, một lệnh bán là 0,15% và thuế là 0,1%. Tức là một lệnh mua bán tất toán thì các anh chị sẽ phải mất 0,4%. Tuy nhiên hiện tại đối với công ty chứng khoán VPS thì phần chứng khoán cơ sở trên tài khoản đôi một thì các anh chị chỉ mất 0,03% là công ty thu hộ để công ty nộp cho VSD và thuế là 0,1% để công ty đóng cho nhà nước. Đó thì đấy là hai khoản của công ty thu hộ. Còn về phí giao dịch thì hiện tại công ty cũng không có thu. Còn về mảng phái sinh thì công ty cũng đang miễn phí phí giao dịch cho các cái hợp đồng phái sinh của các anh chị. Đó thì hiện tại tại công ty chứng khoán VPS thì chúng ta đang có được rất nhiều những cái yếu tố thuận lợi dành cho khách hàng. Chính vì vậy nhân tiện cái câu chuyện này thì Hùng Lê cũng kính mời tất cả những anh chị nhà đầu tư của chúng ta, nếu sau khi xem những bản điểm tin của Hùng Lê và sau khi xem những phân tích của Hùng Lê, nếu chúng ta thấy có những cái nét tương đồng hoặc là cảm thấy là chúng ta có thể về đồng hành được với nhau thì Hùng Lê cũng mời các anh chị về để đồng hành với team của Hùng Lê. Còn trên room ở đây thì room VPBS NO1 thì Hùng đang dùng để hỗ trợ tất cả những anh chị em đã chuyển về team. Thì ở trên này thì ngoài cái việc là Hùng phân tích những cái cổ phiếu mà Hùng đang theo dõi, những cái cổ phiếu rất là chuyên sâu ở những cái điểm là những cái điểm điểm nào là điểm tích cực, điểm nào là điểm tiêu cực, và có những cái phiên mà ví dụ như chúng ta có thị trường thì Hùng thường là phân tích nhận định cái thị trường ở trong ngày để có những cái hướng giúp cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có được một cái góc nhìn, cũng như chúng ta hoàn toàn chủ động cho những cái phiên giao dịch tuần sau, của phiên giao dịch của cái buổi ngày hôm sau. Đó thì trên room này thì các anh chị cũng thấy rằng là cái lượng thông tin thì gần như là cái room của Hùng thì Hùng set up đấy là chúng ta không có chat nhiều, và tất cả những cái thông tin Hùng lên up lên, nếu như các anh chị có những cái phản hồi hoặc là anh chị có những cái thắc mắc thì anh chị có thể chat trực tiếp với Hùng Lê. Thì đấy là cái cách mà Hùng Lê làm để tránh cái việc là ở trên Zoom của chúng ta có quá nhiều những cái thông tin đi lại, thì nó dẫn đến cái việc là thông tin tốt thì nó sẽ bị trôi đi. Và ở trên Zoom thì Hùng Lê cũng hỗ trợ các anh chị nhà đầu tư, tức là những anh chị mà chúng ta đang có những thắc mắc về những cái mã cổ phiếu đây. Ví dụ những anh chị mà chúng ta hỏi các cái mã cổ phiếu thì Hùng Lê sẽ phân tích chi tiết cho các anh chị từng cái ngưỡng cụ thể, từng cái nền giá hỗ trợ cụ thể để chúng ta có thể có một cái góc nhìn tốt nhất về thị trường, cũng như có một cái góc nhìn tốt nhất về cổ phiếu. Và song song với việc là Hùng Lê hỗ trợ tất cả những anh chị em đã về trong team, thì một số các anh chị em chưa về team thì các anh chị em cũng có hỏi Hùng Lê ở trên này, thì khi có thời gian thì Hùng Lê sẽ chat và Hùng Lê sẽ trả lời giúp cho quý anh chị nhà đầu tư. Thì đấy là về cái việc là tham gia room hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê trên kênh Zalo. Ok. Còn về thị trường thì rõ ràng một điều là thị trường chứng khoán của trong tuần vừa qua của Việt Nam thì các anh chị cũng biết rồi, chúng ta cũng không có những cái nét dấu ấn đặc biệt. Trong khi đó thì thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones thì đã có những mức tăng rất là tốt, Shanghai thì đang giảm và Nikkei 225 thì cũng đang có những cái nhịp hồi phục. Còn thị trường của chúng ta thì tí nữa Hùng sẽ đi phân tích chi tiết và sâu hơn. Thị trường của chúng ta vẫn một cái trạng thái lình xình đi ngang rất là khó chịu. Và cái việc mà đầu tư trong tuần vừa qua, nếu như các anh chị của chúng ta không chọn được những cái mã cổ phiếu mạnh, những cái mã cổ phiếu tốt, thì rõ ràng một điều là chúng ta sẽ rất là khó khăn trong cái việc chúng ta đầu tư. Ok, các anh chị chờ Hùng một tí, Hùng sẽ đánh dấu lại cái ngày mùng 5. Ngày mùng 5 là cái ngày mà kết... không hiểu tại sao phiên bản này Hùng đánh dấu nó rất là khó, không hiểu vì sao. Ok, đây rồi, ngày mùng 5 là ngày kết phiên của tuần trước, để Hùng đánh dấu lại như thế để chúng ta tiện theo dõi. Đầu tiên thì chúng ta cùng kiểm tra xem một số các cái cổ phiếu mà mang cái tính chất giữ nhịp dòng tiền ở trên thị trường. Đối với VIX thì hiện tại VIX đang có những cái phiên kéo xả, và cái xu thế hiện tại của VIX vẫn đang là một cái xu thế giảm giá.
xu thế giảm giá, và những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ VIX thì chúng ta cũng có thể là chủ động để chúng ta ra hàng, bởi vì trên room của chúng ta thì một số các anh chị của chúng ta cũng đang cầm VIX, thì chúng ta cũng chủ động cái việc đó. Còn cái việc mà chúng ta mở mua mới đối với VIX thì Hùng Lê không có khuyến nghị, bởi vì từ lâu rồi thì Hùng chỉ đánh giá VIX là một trong những cái mã mà chỉ giữ nhịp cho thị trường mà thôi. VHM, đối với VHM thì hiện tại VHM cũng rất may là trong tuần vừa qua VHM có một trạng thái đi ngang, tích lũy đi ngang ở quanh khoảng vùng giá 91 đến khoảng vùng giá 94. Xu thế hiện tại của VHM thì cũng không có những điều đặc biệt, khi mà dòng tiền tiếp tục bị suy yếu. Và các anh chị lưu ý giúp Hùng cái vùng giá hỗ trợ 91.5 của VHM ở đây. Nếu như vùng 91.5 mà bị thủng thì khả năng cao thì VHM sẽ chạm về cái vùng đấy là vùng 85 Hùng đã đề cập ở trước đây. Đối với cổ phiếu VHM thì chúng ta cũng không đầu tư, chỉ là một mã mang tính chất để giữ nhịp cho thị trường mà thôi. Cổ phiếu VRE, đối với VRE thì trong một cái nhịp phân tích trước đây của Hùng Lê đã có đề cập đến việc là VRE có thể trong nhịp này sẽ tiệm cận về, trong cái nhịp hồi này có thể tiệm cận về ở đây, kịch kim là sẽ về chạm về vùng khoảng vùng 37, trong cái nhịp đánh này sẽ chạm về khoảng vùng 37 đến 37.5, thì đã chạm về đến là ở đây trong cái phiên ngày hôm nay thì đã chạm về đến vùng 37.5, đã chạm về vùng khoảng vùng 37, tuy nhiên sau đó thì VRE lại có một cái nhịp suy giảm. Thì ở xu thế hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng VRE thì đã bị gãy mất cái ngưỡng hỗ trợ ở đây. Ngưỡng hỗ trợ của VRE đây là khoảng vùng giá 35, cái vùng 35. Trong cái bản tin phân tích tuần trước của Hùng Lê thì Hùng Lê đã có đề cập đến quý anh chị nhà đầu tư là nếu như VRE mà thủng vùng giá 35 với một cái vol mà lớn thì chúng ta cũng có thể ra hàng để chúng ta tạm thời chúng ta tránh rời bỏ cổ phiếu. Và hiện tại thì phiên kết tuần ngày hôm nay VRE đóng cửa vùng giá 34.95, tức là cũng nó xích soát vùng 35. Thì như thế thì cái cơ hội mà đi tiếp của VRE có còn hay không thì chúng ta sẽ phải cần đến phiên thứ 2 tuần tới. Nếu như phiên thứ 2 tuần tới, phiên thứ 2 hoặc phiên thứ 3 mà VRE có những phiên đánh vượt thoát vùng 35 ở đây thì cái dư địa mà để cổ phiếu này quay lại cái vùng 37 đến vùng 37.5 là còn. Còn trên cái góc nhìn ngắn hạn của VRE hiện tại thì Hùng cũng đang thấy rằng cái xu thế chủ đạo của VRE vẫn đang là một cái xu thế giảm giá, hoặc là chủ yếu là lình trình đi ngang ở đây, thì chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta quan sát ở quanh cái vùng giá 35. Đây là cái vùng giá mà nó sẽ quyết định cái xu thế đi tiếp theo của cổ phiếu VRE, các anh chị lưu ý. Và hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là sau những cái phiên phân phối mạnh thì VRE cũng đang cái dấu hiệu về dòng tiền cũng đang bị suy yếu. Điều này cũng cho thấy rằng là cái tâm lý của nhà đầu tư hiện tại thì cũng không muốn mua và cũng không muốn bán cổ phiếu này. Chúng ta sẽ quan sát VRE ở vùng giá 35. Khuyến nghị nếu như mở điểm mua mới ở hiện tại thì Hùng Lê cũng không có khuyến nghị các anh chị mở điểm mua mới, bởi vì rõ ràng một điều là mở điểm mua mới ở tại thời điểm này thì nó cũng rất là rủi ro đối với mã cổ phiếu này, bởi vì là chúng ta ăn thì không được mấy, nhưng mà khi mà chúng ta bị sai nhịp thì như thế là chúng ta sẽ bị lỗ rất là nặng. Chúng ta cùng đi qua họ nhà dầu khí một tí. Đối với gas đó thì cái cách mà Hùng Lê phân tích và Hùng Lê nhìn nhận cổ phiếu thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Gas có một cái nền tích lũy của gas từ vùng 97 đến vùng 100. Hùng Lê liên tục phân tích ở quanh cái nền này, và khi cổ phiếu gas này vượt ở nền tích lũy ở trên thì như thế là cái dư địa mà để cổ phiếu này đi lên nó rất là tốt. Và cái việc là gas đã thủng với vùng 100, và trong phiên ngày hôm nay thì gas đã chạm về vùng 105 đến vùng 106. Thì như thế là xu thế hiện tại của gas thì đang khá là tốt. Và target của gas ở trong nhịp này có thể đi được đến về đâu thì như thế là chúng ta thấy rằng là trong phiên ngày hôm nay thì gas đã đánh vượt vùng 105. Thì cũng có thể đề cập đến trong cái nhịp này có thể gas sẽ tiệm cận về khoảng vùng giá 115 đến vùng 120 ở đây. Khi gas về đến vùng này thì nó sẽ ủng hộ cho một cái xu thế, nó ủng hộ cái xu thế của VN30, cũng là tạo lực đỡ, bởi vì hiện tại thì Hùng thấy là gas đang có những phiên phiên đánh rất là đẹp.
Tuy nhiên là một cái yếu tố khá là hạn chế của GAT hiện tại trong giai đoạn hiện tại là dòng tiền. Chúng ta sẽ cần phải chờ một phiên để đánh vượt đây, đánh vượt vùng 107. Sẽ cần GAT có những phiên đánh vượt vùng 107 với vol đạt khoảng tầm 1 triệu cổ phiếu. Đó, thì như thế là những cái phiên đó thì sẽ xác lập được cái xu thế đi lên tiếp theo mạnh mẽ của GAT. PLX. Đối với PLX thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. PLX có một cái nền ở đây. Đây là cái nền Hùng đánh giá ở quanh nền 57 đến nền 59. Và hiện tại thì PLX sau một cái nhịp tăng để chạm về cái đỉnh cũ thì PLX lại bị dội về. PLX lại bị dội về. Tức là cái vùng ở đây là cái vùng giá 62 của PLX cũng khá là bị cản khá là mạnh. Bởi vì sau những cái lần mà PLX công phá lên đến vùng này thì PLX lại bị dội về. Tuy nhiên các anh chị cũng có thể lưu ý giúp Hùng Lê là đối với PLX xu thế hiện tại chúng ta thấy rằng dòng tiền cũng đang khá là yếu và PLX có một cái nền hỗ trợ đây, đấy là khoảng quanh vùng giá 60.5. Ở vùng 60.5 này thì nó sẽ quyết định một cái nhịp đi tiếp theo của PLX. Nếu như PLX tích lũy thành công ở trên cái nhịp 60.5 này thì khả năng là PLX phiên thứ hai khi dòng tiền kích hoạt trở lại thì cần những cái tín hiệu để có thể đánh vượt thoát vùng 63. Đánh vượt thoát vùng 63 và sau khi vượt thoát vùng 63 thì chúng ta sẽ chờ những cái tín hiệu tại đây và sau đó thì Hùng Lê sẽ tiếp tục phân tích mã cổ phiếu này ở trên Zoom cho các anh chị. Và nếu như trong tuần tới PLX vượt thoát được thành công ở vùng giá 63 thì chúng ta sẽ chờ PLX ở những cái vùng target tiếp theo của PLX ở trên này, đấy là vùng giá 68, thì theo từng cái tín hiệu từng ngày thì chúng ta sẽ có thể phân tích và chúng ta có thể nhận định cái xu thế đi lên của cổ phiếu. Đối với PVS thì Hùng đã có một nhịp phân tích đầu tiên tại vùng giá 19 về đến vùng giá 22. Và sau khi PVS đạt đến vùng giá 22 thì Hùng Lê tiếp tục điều chỉnh kịch bản của PVS. Đấy là PVS sẽ có những cái nhịp test chỉnh. Có những cái nhịp test chỉnh về quanh khoảng vùng 20 đến vùng 20.5. Và nếu như cái vùng này nó không bị thủng thì PVS sẽ có một nhịp tiếp tục đánh về vùng 24. Thì các anh chị lưu ý cây nến của ngày hôm nay là hình như là một cây nến ảo. Cây nến ngày 19 tháng 4 là một cây nến ảo thì chúng ta không tính. Thì trong tuần vừa qua thì PVS về đến cao nhất ở đây. À không phải cây nến nào, có những giá khớp lên đến tận đây, tức là có những giá khớp về đến tận vùng 24. Chạm vùng 24 và sau đó thì PVS đã có những phiên dội về. Và ngày hôm nay thì một số anh chị cũng có chat hỏi Hùng Lê là cái xu thế hiện tại của PVS như thế nào. Thì Hùng Lê có đánh giá rằng là PVS nếu như PVS không thủng vùng giá... Không thủng vùng giá 22.5 thì như thế là cái xu thế đi lên của PVS là vẫn còn. Và xu thế đi lên đó thì nó sẽ tiệm cận lại, đầu tiên là nó sẽ tiệm cận lại đến vùng đỉnh 24. Nhưng Hùng Lê quan sát thấy rằng với cái cách tạo lập hiện tại của PVS thì khả năng cao thì Hùng Lê sẽ tiếp tục bẻ kịch bản của PVS. Hùng Lê sẽ tiếp tục bẻ kịch bản của PVS ở trong nhịp đánh này, đấy là PVS có thể tiệm cận lại về đến vùng 25 đến vùng 26, về đến vùng 25 đến vùng 26, bởi vì Hùng nhìn thấy những cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu hiện tại đang rất là tốt và chúng ta chỉ cần một cái phiên để PVS đánh vượt dòng tiền, có những phiên mà PVS có những cái khối lượng khoảng tầm từ 5 đến 6 triệu cổ phiếu và đánh đầu tiên là phải vượt thoát vùng 24 đã. Sau khi vượt thoát vùng 24 thì PVS có thể tích lũy ở đây 1 đến 2 phiên và sau đó sẽ đánh về vùng 25.5 đến vùng 26. Thì trong nhịp này thì Hùng đánh giá rằng PVS lại có thể tiếp tục là không những là hoàn thành cái target phân tích ở đây là vùng giá 24, nhưng PVS có thể chạy lên đến vùng giá 26, 25 đến vùng giá 26. Đối với PVD thì PVD Hùng đang... có một cái nhịp phân tích trước ở vùng giá 15.5, ở đâu đây, ở 15.5 về đến vùng 19. Thì target sau khi mà hoàn thành ở vùng 19 rồi thì Hùng tiếp tục bẻ kịch bản là nếu như PVD không thủng vùng 18 thì như thế là PVD lại tiếp tục có một cái nhịp đánh lên để tiệm cận về vùng 20.5 đến vùng 21, 20.5 đến vùng 21. Và với cái xu thế hiện tại của PVD thì Hùng vẫn tiếp tục giữ
giữ cái bảo lưu cái quan điểm này, bởi vì là ở đây là có một phiên đánh rất là ảo của PVD, nhưng mà sau đó thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy là dòng tiền ngay lập tức lấp lại những cái nến ảo này, và khi lấp lại được hết cái nến ảo này thì Hùng đã có những cái bài phân tích ở những cái bản tin video trước đó, thì anh chị có thể xem lại. Thì với xu thế hiện tại của PVD thì Hùng Lê lưu ý với các anh chị là PVD không được phép thủng vùng ở đây, nó khoảng cái vùng hỗ trợ của PVD đây nó khoảng tầm vùng 18.3 đến vùng 18.5 ở đây. PVD không thủng ở vùng này, PVD không thủng ở vùng này thì cái dư địa đi lên của PVD về đến vùng giá 21 là vẫn còn, và khả năng thì PVD cũng chỉ về được đến vùng giá 21 là vùng hết sóng của cổ phiếu này đối với PVD. Chúng ta cùng qua mã BSR. Đối với BSR thì hiện tại chưa có những cái tín hiệu thực sự là xuất sắc, khi mà BSR vẫn tiếp tục lình xình một cái vùng đi ngang, và nếu những anh chị nào mà chúng ta có những trường phái đầu tư trung và dài hạn thì chúng ta có thể mở mua BSR quanh vùng giá 12. Chúng ta sẽ đặt chờ 12 hoặc là vùng 12.5. 12.5 tức là 1/2 của cái hình ô vuông Hùng vẽ ở đây. Thì đối với BSR hiện tại Hùng chưa có nhìn thấy những cái xu thế tăng giá mạnh của cổ phiếu này. Chúng ta cùng điểm qua một mã cổ phiếu BVH. Đối với BVH đó, các anh chị cũng có thể thấy rằng là những cái khuyến nghị của Hùng Lê thì nó vẫn còn rất là giá trị. Đối với BVH là những mã cổ phiếu mà nó chỉ mang những cái tính chất giữ nhịp thôi, và khi chúng ta đầu tư những mã cổ phiếu này thì chúng ta ăn thì không được bao nhiêu, nhưng khi bị chết thì chúng ta sẽ bị chết rất là đau. Thì xu thế hiện tại của BVH ngày hôm nay thì BVH đã gãy cái vùng nền hỗ trợ của BVH ở đây, đấy là vùng 94. 94 thì đã bị gãy, và chúng ta cũng có thể thấy rằng là tín hiệu MACD khá là xấu, và trên một số các cái tín hiệu kỹ thuật khác thì Hùng cũng đang thấy rằng là cổ phiếu này đang xấu, và khả năng thì xu thế tiếp theo của BVH vẫn là một xu thế giảm giá, mà thậm chí là có thể sẽ giảm giá mạnh, bởi vì vùng hỗ trợ vùng 94 của BVH đã bị phá vỡ. Vinamilk thì Hùng có khuyến nghị các anh chị quan sát ở quanh vùng giá 135. Tuy nhiên ở tại vùng 135 này thì cổ phiếu khá là lình xình, tích lũy đi ngang và không có những cái dấu hiệu thực sự là xuất sắc. Và trong tuần thì Vinamilk đã có những phiên gãy mạnh, và hiện tại thì Vinamilk lại tích lũy lại ở quanh cái vùng nền 35. Quanh vùng nền 135. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng nếu Vinamilk không sớm vượt lại vùng 136 đến vùng 137 thì xu thế cổ phiếu này sẽ bị gãy. Và khi xu thế cổ phiếu này bị gãy thì như thế cũng khá là nguy hiểm, các anh chị lưu ý, khá là nguy hiểm. Và cái vùng ở đây là vùng 130, vùng đây là vùng bao nhiêu ạ? Vùng đây là vùng, các anh chị lưu ý, Hùng Lê là 133.5. Vùng giá 133.5 trở thành một cái điểm hỗ trợ của Vinamilk ở trong nhịp này. Nếu như cổ phiếu này bị gãy ở vùng nền này với vốn đạt khoảng tầm từ hơn 1 triệu cổ phiếu trên một phiên thì chúng ta, đấy là những cái dấu hiệu nguy hiểm đối với cổ phiếu Vinamilk, các anh chị lưu ý. SAB. Đối với SAB hiện tại không có những điều thực sự xuất sắc, và SAB vẫn là một cái phương diện lình xình đi ngang. Vùng hỗ trợ của SAB vẫn là 240. Thì nếu mà không bị gãy vùng 240 thì khả năng cổ phiếu này vẫn lình xình đi ngang thôi, không có những cái điều đặc biệt, và chúng ta cũng không sử dụng cổ phiếu này để đầu tư. VDC. VDC là một trong những mã cổ phiếu mà xuyên suốt những cái chiều dài thì Hùng luôn liên tục phân tích mã cổ phiếu này, và Hùng đã có những cái khuyến nghị cho các anh chị khi mà cổ phiếu này bị gãy nền thì cái xu thế chủ đạo của VDC sẽ là một cái xu thế giảm giá rất là mạnh. Và hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng VDC đang có những phiên có lực cầu bắt tại vùng giá 113, 110 đến 112 rất là mạnh. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng cái lực cầu này nó cũng chưa đủ các cái yếu tố để chúng ta có thể xác định rằng là cái lực cầu này có thể đủ để bẻ cổ phiếu quay trở lại.
và Hùng vẫn đánh giá rằng xu thế chủ đạo của cổ phiếu này vẫn là một xu thế giảm giá, và có thể những cái nhịp hồi này nó sẽ chạm về cái ngưỡng ở đây, nó sẽ chạm về khoảng quanh vùng giá 114 và sau đó thì cổ phiếu này lại tiếp tục rơi. Thì với cổ phiếu VRC thì Hùng cũng khuyến nghị các anh chị là chúng ta nên chủ động trong mọi cái tình huống mà cổ phiếu này có thể xảy ra. Còn xu thế hiện tại thì Hùng đánh giá rằng xu thế giảm giá vẫn là một xu thế chủ đạo của cổ phiếu này. Chúng ta cùng đi cổ phiếu Mansan MSN. Đối với Mansan thì vẫn là một trạng thái lình xình đi ngang thôi. Với một cái cách đi như thế này thì chúng ta cũng sẽ không thể sử dụng cổ phiếu này để làm cổ phiếu để đầu tư. Dòng tiền tiếp tục bị suy yếu và có thể chỉ báo MACD thì đang khá là ok, nhưng mà các chỉ báo về xung lực dòng tiền thì cũng chưa có những cái yếu tố để xác nhận rằng cổ phiếu này có thể tăng giá mạnh. Xu thế của chủ đạo của Mansan thì Hùng đánh giá là khả năng thì vẫn là đi ngang. Chúng ta cùng điểm qua một số các cổ phiếu của ngành ngân hàng. Đối với ACB, ACB thì cũng không có gì xuất sắc khi mà dòng tiền lại tiếp tục bị mất hút đối với dòng ngân hàng. Tí nữa thì chúng ta sẽ điểm chung lại dòng ngân hàng và khả năng thì cổ phiếu này lại tích lũy lại về vùng nền 30 và lại tiếp tục một cái xu thế lình xình đi ngang. Em này khá là tốt nhưng mà mông thì rất là nặng. Chúng ta cùng đi mã cổ phiếu Vietcombank. Đối với Vietcombank thì trong những bản tin tuần trước thì Hùng đã có phân tích cho các anh chị khi mà Vietcombank đã có những cái nhịp chỉnh và lúc đó Hùng đánh giá ở vùng giá 65. Khi Vietcombank không thủng vùng giá 65 thì Hùng đã có tiếp tục phân tích ở những bản tin tuần trước chứ không phải là đến tuần này nữa. Đây những cái bản tin ở tuần đây thì Hùng đánh giá rằng khi Vietcombank không bị thủng ở vùng này thì Vietcombank sẽ còn một cái nhịp sóng nữa. Tức là Vietcombank có thể sẽ đánh tiệm cận về vùng giá 70. Các anh chị có thể xem lại các bản tin video của Hùng lên. Thì hiện tại thì Vietcombank đã về đến vùng giá 70 rồi. Đã về đến vùng giá 70 và sau đó thì Vietcombank đã rơi. Thì với Vietcombank Hùng đánh giá rằng vùng giá 70 cũng là vùng giá cuối cùng mà Vietcombank có thể đạt được trong những cái nhịp phân tích của Hùng Lê. Còn đến tại đây thì Hùng Lê cũng sẽ kết thúc cái nhịp target phân tích của cổ phiếu Vietcombank như thế, bởi vì là Hùng Lê thấy rằng là đến đây thì cũng đã là hết sóng. Những anh chị nào mà chúng ta đang cầm nắm giữ Vietcombank thì chúng ta cũng hết sức lưu ý đối với mã cổ phiếu này, chúng ta chủ động để chúng ta có thể chốt lời. BID. Đối với BID thì trong tuần vừa qua và thậm chí trong tuần trước thì BID vẫn có một cái trạng thái lình xình đi ngang và cái vùng hỗ trợ của BID vẫn là vùng 34.5. Dòng tiền thì cũng tiếp tục bị mất và chúng ta cũng lưu ý giúp Hùng Lê cái vùng 34.5 là cái vùng mà nó vừa chạm kênh xu thế dưới và cũng là cái vùng hỗ trợ của BID ở đây, thì chúng ta sẽ có thể quan sát ở đây. Nếu như cái vùng này nó bị gãy thì đấy cũng là một điểm mà chúng ta đáng phải lưu tâm để chúng ta có thể rời bỏ cổ phiếu. Và xu thế hiện tại của BID thì vẫn đang là một xu thế giảm giá. Công thương MEB, chúng ta sẽ xem tiếp một số các cái mã CTG. Đối với CTG thì Hùng đã nói đề cập đến ở trong các bản tin trước, đấy là vùng giá 22. Cổ phiếu này cần phải tích lũy được và vượt thoát được vùng giá 22 thì dư địa đi lên là còn. Nhưng nếu tại vùng giá 22 cổ phiếu này không có thể vượt thoát được thì như thế này thì dòng tiền nó sẽ bị suy yếu. Và cái việc mà cổ phiếu lình xình đi ngang ở một thời gian dài thì nó sẽ rất là xấu. Trên góc độ kỹ thuật hiện tại thì dòng tiền không có còn tập trung vào ngành cổ phiếu ngân hàng nữa trong 2 tuần vừa qua. Xu thế chủ đạo hiện tại thì vẫn là một xu thế lình xình đi ngang và xu thế giảm giá, chưa có nhiều động lực mạnh để cổ phiếu này tiếp tục tăng giá. MBB và STB. Đối với MBB vẫn là như vậy, vẫn là một cái xu thế chung của ngành cổ phiếu ngành ngân hàng. MBB thì ở đây là cái nền hỗ trợ của MBB ở đây là khoảng nền 21.5. Nền 21.5 thì là cái nền hỗ trợ của MBB, thì khả năng cao thì MBB vẫn tiếp tục đi ngang ở quanh cái vùng này thôi. Chưa có những cái tín hiệu thực sự tích cực đối với cổ phiếu này. STB. Đối với STB thì cũng hoàn toàn tương tự, rất là xấu. Tức là nhóm ngành cổ phiếu ngân hàng hiện tại Hùng đánh giá đang rất là xấu, khi mà cái đường đi của cổ phiếu khá là rích rắc. Và nếu xét ở trên nến tuần thì STB đã có một tuần giảm giá, dòng tiền yếu.
và đường MACD thì vẫn đang có những cái tín hiệu trên xu thế giảm giá, và nếu như cái tín hiệu MACD bị bung ra thì cổ phiếu này sẽ giảm giá rất là mạnh. Chúng ta cùng điểm qua một số các mã cổ phiếu về chứng khoán SSI. Hoàn toàn tương tự với dòng chứng khoán SSI, không có gì đặc biệt khi SSI vẫn tiếp tục có một cái vùng lình xình đi ngang, và ở các bản tin phân tích trước thì cũng có đánh giá ở nền 27 là một cái nền hỗ trợ. Tuy nhiên dòng tiền hiện tại của SSI khá là yếu và xu thế hiện tại thì khá là xấu. Khi mà đường MACD tiếp tục mở các cái tín hiệu mở bung ra cho thấy rằng xu thế của cổ phiếu này thiên về việc là giảm giá hoặc là đi ngang. Chúng ta cùng đi HCM. Đối với HCM, HCM thì trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến cái vùng HCM có thể chỉnh về quanh vùng 26. Xu thế chủ đạo hiện tại của HCM thì vẫn là một xu thế giảm giá từ cái vùng nền vùng phân tích ở đây, thì cơ bản là cũng chưa có những cái dấu hiệu xuất sắc để chúng ta có thể đầu tư. VND vẫn một trạng thái lình xình đi ngang với cái thanh khoản khá là sụt giảm. Thì với việc mà cổ phiếu mà cứ đi ngang như thế này mà không có dòng tiền để kích hoạt trở lại thì xu thế chủ đạo Hùng vẫn đánh giá là một xu thế giảm giá. Một số các chỉ báo kỹ thuật, một số các chỉ báo kỹ thuật thì đang cho thấy rằng cái xu thế của VND vẫn là xu thế giảm giá. Chúng ta cùng điểm qua một số các cổ phiếu ngành thép. Ngành thép thì sẽ có đầu tiên là HPG. Đối với HPG thì trong tuần vừa qua vẫn một trạng thái lình trình đi ngang. Đối với HPG thì Hùng đang quan sát HPG ở quanh vùng giá 31. Bởi vì Hùng đánh giá rằng tại cái vùng giá 31 này thì khả năng cổ phiếu này sẽ có những cái nền tích lũy tốt tại vùng này. Và khi hoàn thành cái nền tích lũy xong thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta mới mở mua. Dòng tiền tiếp tục bị suy yếu, tiếp tục bị cạn kiệt đối với HPG. Hiện tại thì cổ phiếu này vẫn là một xu thế đi ngang hoặc là một xu thế lình trình sẽ giảm về quanh vùng giá 31. Chưa có những cái dấu hiệu nào cho thấy rằng cổ phiếu này có thể có những cái nhịp tăng mạnh. Hoa Sen HSG thì có vùng hỗ trợ 9. Đối với HSG thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Một cái trạng thái lình trình đi ngang như thế này thì cũng có thể là một cái, cũng có thể hiểu là nếu mà theo lý thuyết Dow thì cũng có thể hiểu đây là một cái nền tích lũy đi ngang xu thế cấp 2. Tuy nhiên là cái việc mà cổ phiếu đi ngang quá lâu quá dài ở trên một cái nền treo leo lơ lửng như thế này thì nó cũng sẽ rất là khó để phán đoán, và Hùng vẫn đánh giá nền 9. Nếu như gãy 9 thì như thế là cái xu thế tích lũy này bị thất bại. Còn nếu mà cổ phiếu này vẫn chưa bị gãy nền 9, thì cái khả năng đi tiếp của cổ phiếu vẫn còn, thì chúng ta sẽ căn cứ những cái tình hình thực tế để chúng ta có thể phân tích và định lượng. TLH, đối với TLH thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. TLH có một cái nền tích lũy đi ngang ở quanh nền 5.25 và 5.56, chưa thể vượt thoát đi qua. Dòng tiền thì vẫn tiếp tục bị suy yếu đối với cổ phiếu này. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng TLH cũng là một cái mã cổ phiếu, cái tính đầu cơ của nó khá là cao. Hùng đang chờ đợi những cái nhịp test thành công ở quanh cái nền tích lũy này, và sẽ có những cái phiên vừa thoát đi lên thì chúng ta sẽ cùng chờ các cái tín hiệu tiếp theo của TLH. Hùng sẽ phân tích tiếp mã BMP, một số các cái mã cổ phiếu mang tính gọi là trụ. Thì đối với BMP hiện tại chưa có gì đặc biệt, một trạng thái lình trình đi ngang của tuần quanh vùng giá 48 và chưa có những yếu tố đặc biệt. Xu thế hiện tại của cổ phiếu vẫn là xu thế lình trình đi ngang. MWG thì đúng rồi, trong những bản tin trước thì cũng đã có đề cập đến cổ phiếu này, và cái xu thế MWG vẫn đề cập ở đây ở xu thế hiện tại vẫn là một xu thế giảm giá, chưa có những yếu tố đặc biệt. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì cái vùng 83.5 này đã bị phá vỡ. Vùng 83.5 mà bị phá vỡ thì như thế cái xu thế có thể cổ phiếu này sẽ rơi, và thậm chí là sẽ rơi rất mạnh sau khi mà gãy ở cái vùng này. Những anh chị nào mà đang nắm giữ MWG chúng ta hết sức lưu tâm. PNG thì cũng không có điều gì xuất sắc, đúng không ạ? PNG vẫn là một trạng thái lình trình đi ngang.
Với những mã cổ phiếu như này thì chúng ta không có tham gia đầu tư, bởi vì là chúng ta đầu tư thì chúng ta cũng không thể phán đoán được tình thế và tình hình về xu hướng. Và trong tuần vừa qua thì sẽ có thêm một số các cái mã cổ phiếu về xây dựng thì tí nữa Hùng sẽ phân tích. Ok, tuần vừa qua tất cả các cái mã cổ phiếu trụ cũng như toàn bộ các cái mã cổ phiếu chủ đạo của dòng tiền của chúng ta thì gần như là không có được nhiều những yếu tố hỗ trợ và tích cực, dẫn đến cái việc là thị trường của chúng ta, các anh chị có thể xem lại chỉ số VN Index của chúng ta đây. VN Index của chúng ta có một tuần với việc thanh khoản sụt giảm và một tuần gần như là nếu mà xét trên biểu đồ đến tuần thì là tuần này là một tuần giảm giá, mặc dù trong tuần đã có những phiên VN Index đẩy vượt lên vùng 900, đẩy vượt lên vùng 990. Tuy nhiên sau đó thì vùng 990 đã nhanh chóng bị qua đi và VN Index của chúng ta tiếp tục giảm giá. Và với cái việc mà VN Index của chúng ta giảm giá như thế này thì Hùng đánh giá nó rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở chỗ nào? Bởi vì là các bạn có thể hiểu rằng trên Zoom, đúng không ạ, Hùng có phân tích cho các anh chị ở đây. Tức là VN Index của chúng ta nó được vận hành bởi nhiều con cổ phiếu. Và khi mà bị vận hành bởi nhiều con cổ phiếu và chúng ta thấy rằng là cái nỗ lực mà cả thị trường đi lên để tiệm cận đến cái vùng giá 1.000 điểm, đúng không ạ? Đến vùng giá 1.000 điểm mà nó chầy chật, nó không lên được. Tức là cái cỗ xe, các bạn hiểu là khi một cái cỗ xe nó rất nặng và nó lên một con dốc và gần đến con dốc đó thì nó bị khựng lại và nó cứ cố ga hết sức nhưng nó vẫn không thể vượt qua được. Thì Hùng lý giải một việc là nó giống như một cỗ xe như vậy, và khi mà nó không mãi nó không lên được thì nó sẽ bị làm sao? Nó sẽ bị tụt. Nó bị tụt dốc. Mà các anh chị biết là khi một con ô tô mà nó bị mất đà mà nó bị tụt dốc thì nó thế nào? Nó lao rất là nhanh. Tức là nó lao về phía chân dốc rất là nhanh. Thì ở VN Index của chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Nếu như cái việc mà các anh chị quan sát ở cái vùng này, đây cái vùng vẽ đây, ở vùng này VN Index của chúng ta chầy chật và rất là khó chịu, thì đây là những cái yếu tố mà Hùng thấy rằng thị trường của chúng ta đang khó. Và khi mà thị trường khó thì như thế nào các anh chị? Chúng ta đừng có cố gắng để chúng ta làm một cái điều gì mà khi gặp thị trường khó thì chúng ta có thể đầu tư ở một cái mức nó vừa phải, hoặc là ở một cái mức quản trị rủi ro nó tốt, chứ chúng ta không sử dụng margin, đặc biệt là chúng ta không sử dụng margin ở trong cái giai đoạn này. Và những cái mã cổ phiếu mà chúng ta mua thì chúng ta nên cố gắng tập trung cốt lõi những cái mã cổ phiếu mà nó có dòng tiền mạnh, nó có cái yếu tố tạo lập tốt và nó đang ở một cái trend xu thế tăng giá, thì tí nữa Hùng sẽ phân tích. Chứ còn nếu mà cái xu thế thị trường hiện tại của VN Index của chúng ta như thế này thì Hùng đánh giá đây là một cái trạng thái thị trường rất nguy hiểm. Và nguy hiểm ở chỗ là có thể là ok, hôm nay các anh chị mua, các anh chị có lãi, nhưng cái việc là cổ phiếu về đến T+3 thì chưa chắc các anh chị đã có lãi. Và cái việc là thị trường của chúng ta có thể đổ bất cứ lúc nào, bởi vì hiện tại thì Hùng đang thấy rằng VIX và Vinhome cũng đang ở những cái ở một cái trạng thái treo leo và rất là nguy hiểm đối với cổ phiếu VIX, nếu như VIX bị gãy, hoặc là Vinhome, đúng không ạ, VHM đó, hoặc là chúng ta cũng có thể thấy rằng Vietcombank khi mà đã đạt được về đến target như thế này mà Vietcombank bị rơi đó thì là cũng rất là nguy hiểm luôn, bởi vì mã Vietcombank cũng là một trong những cái mã trụ của chúng ta. VRC cũng như vậy, đúng không, Mansan đang một cái trạng thái lình xình đi ngang, rồi BVH đó. Khi mà những cái con trụ này mà nó bị mất đà đi thì như thế thì sẽ dẫn đến cái việc là thị trường của chúng ta sẽ rất là nguy hiểm và nó sẽ tạo hiệu ứng. Các anh chị lưu ý là nó sẽ tạo hiệu ứng. Tức là khi thị trường đi lên bởi các mã cổ phiếu trụ thì cái danh mục của quý nhà anh chị nhà đầu tư của chúng ta không tăng. Nhưng ngược lại khi thị trường chung mà bị giảm xuống thì danh mục của chúng ta bị giảm rất là nhanh. Thì đấy là một cái thực tế mà các anh chị của chúng ta cũng sẽ phải hết sức lưu ý trong thời điểm hiện tại đối với thị trường của chúng ta. Việc mà dự đoán cái xu thế thị trường ở trong tuần tới thì Hùng đánh giá như sau. Các anh chị lưu ý đến những cái mốc của Hùng Lê ở đây, đấy là mốc 990. Đấy là cái điểm xoay chiều của cổ phiếu điểm xoay chiều của VN Index để có thể xác nhận cái xu thế có công phá được 1.000 điểm hay không. Thì cái mốc 990 này là cái mốc rất là quan trọng. Thì trên hiện tại mốc 990 đã không còn.
cái thứ hai nữa các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê là ngưỡng 985 và ngưỡng 1.000 điểm. Đây là một cái nền tích lũy đi ngang của VN Index của chúng ta trong suốt thời gian vừa qua. Và cái việc là khi VN Index của chúng ta đi vào trong cái vùng tích lũy này thì ok, có thể thị trường của chúng ta chưa có vấn đề gì đáng quan ngại và chúng ta vẫn có thể đầu tư mua bán những cái mã cổ phiếu có dòng tiền. Khi mà VN Index của chúng ta vượt lên ở trên vùng này thì chúng ta yên tâm hơn. Nhưng ngược lại, khi VN Index của chúng ta ở cạnh dưới hoặc tiệm cận ở vùng dưới thì đấy là những cái dấu hiệu rất là nguy hiểm, những cái dấu hiệu mà chúng ta phải luôn luôn thận trọng, và những cái dấu hiệu đó để chúng ta phải luôn luôn kê ở đầu kê ở đằng sau đầu mình để chúng ta có thể sẵn sàng hành động nếu như thị trường của chúng ta có những cái biến cố hoặc nếu như thị trường của chúng ta có những cái xấu xảy ra. Đó thì đấy là đối với VN Index. Và việc VN Index của chúng ta hiện tại thì Hùng đánh giá rằng cái xu thế mà để VN Index của chúng ta tăng mạnh hiện tại là động lực nó không còn nhiều bởi một số các cái yếu tố, ví dụ như là dòng ngân hàng thì hiện tại chúng ta thấy không có dòng tiền, các cổ phiếu trụ thì cũng đang hiện tại không phát huy được hết tất cả những cái tính năng vốn có của nó và gần như thì cũng đang ở một cái trạng thái, một là trạng thái đi ngang, hai là trạng thái giảm giá. Còn cái xu thế tăng giá mạnh thì Hùng đang chỉ có nhìn thấy ở mã cổ phiếu GAT và mã cổ phiếu PLX có thể tăng, tức là dòng dầu khí. Đó, vậy thì cái xu thế của tuần tới thì sau cái kỳ nghỉ lễ thì Hùng đánh giá rằng là cái thị trường của chúng ta có thể là vẫn ở một cái trạng thái đi ngang thôi. Và Hùng Lê vẫn lưu ý với các anh chị của chúng ta là chúng ta hết sức lưu ý cái việc mở mua mới. Chúng ta tập trung mở mua những cái mã cổ phiếu tốt, những mã cổ phiếu có dòng tiền. Tránh mua lan man, bởi vì như thế là chúng ta sẽ bị bất lợi về T và bất lợi về giá. Và khi mà thị trường mà chúng ta có những biến động thì chúng ta rõ ràng là chúng ta sẽ rất khó để chúng ta xử lý. Còn đối với HNX Index thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, đang có một cái trạng thái đi ngang, chưa có những cái yếu tố gì đột biến. Đường tín hiệu MACD cũng như một số các tín hiệu kỹ thuật khác thì cũng chưa cho thấy được cái dòng tiền có thể đánh mạnh lên. Thì với HNX Index thì vẫn là một trạng thái đi ngang. Và các anh chị cũng lưu ý giúp Hùng Lê, đấy là một cái trạng thái vùng tích lũy ở vùng 106 đến vùng 108.5, cũng được hiểu hoàn toàn tương tự như VN Index. Ok, về thị trường chung là như vậy. Thì bây giờ Hùng sẽ điểm qua đến phần thứ 3. Chúng ta cũng sẽ phân tích lại tất cả những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang theo dõi để chúng ta có thể xem lại trong tuần vừa qua có những cái biến động như thế nào. Và cũng có những cái mã cổ phiếu mà Hùng bổ sung thêm ở trên Zoom. Hùng bổ sung thêm ở trên Zoom ở trên này. Thì chúng ta cũng sẽ phân tích trong... Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua nhanh thôi một số các cái mã cổ phiếu của dòng bất động sản SGS. Đối với SGS thì trong cái nhịp này Hùng có phân tích đến SGS có khả năng sẽ chạm về khoảng vùng giá 25.5 đến vùng giá 26. Và để đánh được về vùng đó thì cái vùng giá 22.5 thì SGS không được phép thủng cái vùng này. Và hiện tại thì Hùng đang thấy SGS đang có những phiên cạn vôn. Tuy nhiên đường MACD lại đang mở rất là rộng. Đường MACD lại đang mở rất là rộng thì cái xu thế hiện tại có thể là xu thế sẽ là một cái xu thế giảm giá của SGS. Tuy nhiên là chúng ta có thể xem ở đây ở phiên thứ 2 và phiên thứ 3 tuần tới, nếu như SGS không thủng vùng 22.5 thì cái dư địa đi lên là còn. Còn nếu việc SGS mà thủng vùng 22.5 thì chúng ta, anh chị nào mà chúng ta đang cầm mã SGS thì chúng ta khẩn trương chúng ta rời bỏ càng nhanh càng tốt cổ phiếu này. Đối với Nam Long hiện tại Hùng đánh giá Nam Long là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Và cổ phiếu Nam Long thì Hùng đã liên tục phân tích ở trong các bản tin trước đây. Vùng nền tích lũy của Nam Long vùng 26.5 đến 27.3 đã hoàn thành. Và Nam Long đã có một cái vùng test đáy thành công ở quanh vùng nền 25. Ở đây. Nam Long ở đây, ở trên vùng nền 25. Và nếu xét ở trên biểu đồ nến tuần, các anh chị lưu ý xét ở trên biểu đồ nến tuần thì Hùng cũng đã phân tích cho các anh chị tại vì sao Nam Long lại tại sao là Hùng lại có khuyến nghị các anh chị Nam Long. Các anh chị có thể xem lại ở trên này. Nam Long thì Hùng đã có phân tích là cái nhịp thứ nhất đấy là nhịp khi Nam Long đã có một cái nhịp chỉnh từ vùng 38 đến tận vùng 25, đấy là nhịp chỉnh sóng 1, sau đó đã có một nhịp hồi sóng 2.
ở từ vùng 25 đến khoảng đến vùng giá 31 và sau đó có một cái nhịp sóng chỉnh 3. Hoàn thành cái nhịp sóng chỉnh 3 ở quanh cái vùng giá 25. Thì đấy là theo lý thuyết về sóng Elliott thì như thế là Nam Long đã có 3 nhịp sóng chỉnh, hoàn thành 3 nhịp sóng chỉnh. Và nhịp test đáy, Hùng đánh giá rằng nhịp test đáy ở vùng giá 25 là thành công đối với mã cổ phiếu này. Và trên xu thế hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng Nam Long đang có một chu kỳ, có một cái chu kỳ tăng giá rất là tốt. Hùng đánh giá Nam Long có một chu kỳ tăng giá rất là tốt, bắt đầu một pha xu thế tăng giá và cái vùng giá mở mua gom thì Hùng đã khuyến nghị các anh chị rồi, vùng giá mở mua gom các anh chị có thể mua ở quanh vùng giá 26.5 đến vùng 27.3. Và Hùng cũng đã có đề cập lưu ý đến các anh chị đấy là vùng giá Nam Long có thể sẽ bị chạm về vùng 29, và khi chạm về vùng 29 thì cổ phiếu này có thể chỉnh. Bởi vì vùng 29 là một cái vùng kháng cự của Nam Long khá là mạnh ở đây. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng cái vùng kháng cự 29 này sẽ sớm vượt qua. Và nếu mà những anh chị nào mà chúng ta theo dõi các bản tin video của Hùng Lê và xem những cái điểm Hùng Lê nhấn mạnh thì các anh chị đã hoàn toàn có thể mở mua Nam Long ở quanh vùng giá 28.2. Đấy là những cái điểm test chỉnh của cổ phiếu cực kỳ đẹp, rất là đẹp luôn, 28.2. Vùng 28.2, Nam Long đã có những phiên test chỉnh về đây, đấy là những phiên test chỉnh kỹ thuật rất là đẹp. Và với xu thế hiện tại của Nam Long thì Hùng đánh giá rằng Nam Long sẽ tiếp tục một cái nhịp tăng giá, và cái nhịp tăng giá này nó sẽ đi về đâu? Thì đầu tiên Hùng sẽ sau khi mà Nam Long đánh vượt thoát vùng 29 thì Hùng sẽ đề cập ở đây target tiếp theo của Nam Long ở vùng giá 31. Khoảng vùng giá 31 đến vùng giá 32, và xu thế hiện tại của Nam Long là xu thế tăng giá, và đây là một mã cổ phiếu đáng để đầu tư. Các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê. Ok, SDI. Đối với SDI thì Hùng đang thấy rằng cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này cũng đang không ổn lắm. Lẽ ra nếu như yếu tố tạo lập ở đây thì SDI sẽ phải không được thủng cái vùng hỗ trợ ở đây, đấy là vùng khoảng vùng 62 đến vùng 63. 62 đến vùng 63. Tuy nhiên hiện tại thì chúng ta cũng có thể thấy rằng dòng tiền thì cũng đang bị suy giảm, và đường MACD thì đang có những phiên mở bung khá là mạnh. Thì bây giờ đối với SDI thì chúng ta sẽ chờ lại về vùng giá 60, tức là lại quay lại cái vùng nền, lại vùng phân tích ở trước này, vùng 60 ở đây, thì chúng ta sẽ chờ những cái phiên tạo lập lại để kéo cái giá của SDI vượt thoát lên ở trên vùng giá 62 đến vùng giá 63. Thì đấy là cái yếu tố tạo lập để đảm bảo rằng cổ phiếu này có thể tiếp tục hành trình của mình. PDR. Đối với PDR thì Hùng cũng đã phân tích cho các anh chị rồi, trong những cái bản tin từ rất sớm, từ tuần trước đến thậm chí là những cái tuần trước đó. Thì PDR hiện tại Hùng đang đánh giá rằng PDR cũng là một mã cổ phiếu về ngành bất động sản cũng đang khá là tốt, khi mà PDR đã đánh vượt thoát vùng 27.5 và sau đó có những phiên test lại rất đẹp ở vùng 27.5. Thì đấy là những cái phiên mà chúng ta có thể tham gia được ở cổ phiếu này. Và khi chạm về đến gần vùng 30 thì như thế là PDR lại có những nhịp test đánh lại ở quanh vùng nền 29. Và vùng nền 29 sẽ là một cái vùng nền mà sẽ tiếp tục là một cái điểm để điểm tựa để cổ phiếu này tiếp tục đánh và vượt thoát đi lên. Và target của Hùng phân tích mã cổ phiếu này ở trong nhịp này đấy là khoảng vùng 31, và khi về đến vùng 31 xong thì chúng ta sẽ xem các tín hiệu kỹ thuật để có thể bẻ những cái kịch bản tiếp theo của cổ phiếu. Về điểm mua hiện tại thì các anh chị mua sau thì nó sẽ bị bất lợi về giá rồi. Vùng giá mua những cái điểm test chỉnh đấy là quanh vùng khoảng 27.5. VRE Hùng đã phân tích rồi. KBC, chúng ta cùng điểm xem KBC hiện tại như thế nào. Đối với KBC thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là trong những bản tin phân tích trước thì Hùng Lê có đề cập đến việc KBC có thể đánh ở trong nhịp này, có thể đánh tiệm cận về vùng đến vùng 17. Và để về đến được vùng 17 đó thì KBC sẽ phải thỏa mãn một số các yếu tố, ví dụ như là KBC sau những phiên giảm mạnh thì Hùng đã có phân tích ở trong những bản tin trước, đấy là KBC cần phải lấy lại ở cái vùng nền ở đây, đấy là khoảng quanh vùng 15. KBC cần phải lấy lại ở vùng 15.
và có những phiên đánh vượt thoát vùng 15 thì cái dư địa đi lên của cổ phiếu sẽ còn. Nếu như KBC mà thủng vùng 15 thì nó sẽ duy trì một cái trạng thái lình xình đi ngang ở đây thôi, chứ cũng chưa có những cái tín hiệu tiếp theo. Hiện tại thì KBC đang có hai tuần sụt giảm về thanh khoản, và cũng là hai tuần để những nhà đầu tư chịu được hay không chịu được thì cũng có thể sẽ ra hàng, và sau đó thì có thể những yếu tố tạo lập sẽ đánh lại cổ phiếu này về vùng 15 và vượt thoát vùng 15. Trên xu thế hiện tại thì cổ phiếu KBC vẫn đang khá là ổn, trạng thái đi ngang, và có thể có một phiên đánh vượt thoát lên vùng 15 thì nó sẽ xác nhận một cái xu thế tăng của một cái nhịp hồi này. Và cái việc mà cổ phiếu này đi về, Hùng vẫn bảo lưu quan điểm là nếu như cổ phiếu này không bị gãy ở nền 15 thì cổ phiếu này sẽ vẫn đi về vùng 16.5 đến vùng 17. Chúng ta cùng xem mã HBC. HBC thì vẫn là một nền tích lũy thôi, không có gì đặc biệt, Hùng đã phân tích rồi, nền 18 đến 18.5. Có thể mở gom nếu những anh chị nào mà xác định đầu tư dài hạn. KDH. KDH thì hiện tại chưa có những cái yếu tố nào xuất sắc cả. KDH vẫn đang yếu, lực đánh của KDH khá là yếu. Ngân hàng thì có công thương Hùng phân tích rồi, dầu khí thì có PLX, PVD, PVS Hùng đã phân tích rồi, hàng không thì có VDC đã phân tích, NCT. NCT thì đây là một mã cổ phiếu mà Hùng cũng đang để mắt đến, và cái vùng mà Hùng đang theo dõi của cổ phiếu này đấy là vùng nền khoảng nền vùng nền 69.5 đến khoảng nền 73. Đây là một cái nền Hùng đang quan sát với mã cổ phiếu này, và chúng ta sẽ chờ. Ok, sẽ chờ. Hùng đánh giá rằng cổ phiếu này cũng sẽ là một mã cổ phiếu mà có thể trong cái nhịp nào đó, trong nhịp đánh nào đó thì khi nào Hùng thấy có những cái lực cầu ổn thì Hùng sẽ chat lên zoom cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta. Hôm nay một số các anh chị có hỏi Hùng lên HVN. Thì HVN ngày hôm nay có một phiên đánh cũng khá là ổn khi mà HVN đã lấy lại được về khoảng về gần vùng 40.9, tức là khoảng vùng 41. Thì như thế là cây nến này đã lấp hết gần hết cái ba cây nến giảm ở trước đó. Tuy nhiên cái việc là cổ phiếu này có xác lập được cái xu thế tăng giá tiếp theo thì chúng ta sẽ phải cần lại là cổ phiếu này sẽ phải đánh về vùng khoảng 41.3 và có những cái lực cầu trở lại với những phiên khoảng tầm từ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu, thì khi đó thì chúng ta mới có thể xác nhận được một cái xu thế hồi về vùng 45 đến vùng giá 46. Còn nếu như phiên thứ ba tuần tới mà HVN tiếp tục bị gãy thì như thế là cái xu thế giảm giá sẽ tiếp tục được xác lập. Thép HPG, TLH Hùng đã phân tích rồi, chúng ta điểm qua một số các cổ phiếu của nhà họ Viettel Post, VTP. Đối với VTP thì hôm nay lại khá là ok khi VTP lại lấy lại được vùng ở đây. Lấy lại được cái vùng này. Lấy lại được vùng này là khoảng vùng 186. 186 với lực cầu khá, lấy lại được vùng 186 với lực cầu khá thì chúng ta sẽ tiếp tục. Nếu những anh chị nào mà đang nắm giữ cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát. Để mở mua điểm mới, để mở mua mới ở giai đoạn hiện tại thì nó cũng khá là ghê, bởi vì là cổ phiếu cũng đã có một nhịp chạy từ 120 đến 188, từ 190. Thế cổ phiếu này đã tăng được 70.000 đồng, tức là cũng đã chạy được khoảng tầm 50%. Ok, nhưng mà cái yếu tố tạo lập của cái cổ phiếu Viettel Post này thì nó cũng khá là mạnh thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát thôi, chứ còn mở mua mới thì cũng không có khuyến nghị. VGI thì sau khi đã hoàn thành một cái nhịp target phân tích của Hùng Lê ở đây, ở từ vùng nền 18 chạy lên đến vùng nền 24
25 nền vùng nền 25, đúng về vùng 24 đến vùng 25 target thì cổ phiếu này đã có một nhịp suy giảm, và trên xu thế hiện tại thì Hùng đang đánh giá rằng là cổ phiếu này sẽ tiếp tục giảm, tức là một nhịp sóng giảm, một sóng hồi hai và sẽ đi tiếp một nhịp sóng giảm 3 ở đây nữa. Khi mà hoàn thành sóng giảm 3 có thể về đến đây, ở vùng này khá hợp lý. Khá hợp lý, quanh vùng 18. Ok, khả năng là như vậy, khả năng là như vậy. Khả năng là như vậy đối với VGI. Hiện tại thì chúng ta cũng sẽ không tham gia mở mua mới đối với VGI. VTK thì đang có một cái nền ở đây, nền 29.5. Hùng dự kiến là VTK có thể về vùng 25, nhưng mà khả năng cao thì như thế này thì nó sẽ không về vùng 25 nữa rồi. Không về vùng 25 nữa rồi, vào vùng 29.5. Những anh chị nào yêu thích cổ phiếu họ nhà Viettel, chúng ta đối với mã cổ phiếu này có thể mua một ít, thăm dò quanh vùng 29.5. Ổn, khả năng được. CTR chưa, vẫn chưa về được đến vùng giá mục tiêu, có thể gom. Dệt may VGT vẫn là một trạng thái nền hỗ trợ của VGT, vẫn là nền 12. Vẫn là nền 12, và nếu như vẫn đóng cửa trên nền 12 thì vẫn ổn. Gãy nền 12 thì chúng ta có thể xem xét rời bỏ. Còn đối với điểm mua hiện tại thì Hùng cũng không khuyến nghị, bởi vì không nhìn thấy động lực để tăng giá. Khu công nghiệp D2D. Đối với D2D, trong ở một cái giai đoạn hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng D2D đánh cũng khá là mạnh. Khi mà D2D đã có một nhịp chỉnh về vùng 96 và sau đó đánh một thẳng, một mạch về đến trong phiên ngày hôm nay, khi chạm đến về vùng 120. Và trong những bản tin phân tích trước thì cũng có đề cập đến khả năng cao thì D2D sẽ chạm về khoảng vùng giá 125. Sẽ chạm về khoảng vùng giá 125 trong cái nhịp đánh này thì khả năng là sẽ về đến đây. Thì về đến đây thì khả năng là nó cũng sẽ hết cái nhịp sóng tăng này của D2D. D2D là một mã cổ phiếu về ngành khu công nghiệp khá là mạnh. Nó cũng mạnh gần giống như mã cổ phiếu NTC. Tuy nhiên điểm mua thì chúng ta không còn những cái điểm mua tốt. Đầu cơ thì chúng ta có mã cổ phiếu TTF. Mã cổ phiếu đầu cơ hay Hùng Lê hay nói vui với các anh chị ở trên Zoom, đấy là mã cổ phiếu Trà Đá. Thì đó, những cái cách Hùng Lê phân tích như này nó cũng khá là đơn giản thôi. Khả năng thì đấy, lên nếu mà lên được đến đây thì nó chỉnh về đây. Chỉnh về cái nhịp đâu đây, hôm trước Hùng vẽ vòng tròn ở đây là quanh vùng 3.74. Đấy, quanh vùng 3.74 thì khả năng ở đây nó lại tích lũy và nó đánh tiếp một vùng nữa. Đánh tiếp ở nhịp này thì về vùng 5 đi. Kỳ vọng vùng 5, kỳ vọng hơi cao, nhưng mà khả năng thì trong giai đoạn hiện tại TTF cũng đang khá là ổn đối với một mã cổ phiếu đầu cơ. Các anh chị lưu ý nhé, mã đầu cơ thì chúng ta đánh ít thôi, chúng ta đánh để đủ uống trà đá thôi. TGG, đối với mã TGG thì Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị, đây cũng là một cái mã cổ phiếu cũng là siêu đầu cơ. Vùng nền tích lũy của TGG quanh vùng 2.3 đến 2.75 đã hoàn thành, và sau đó TGG có một nhịp đánh và ngày hôm nay thì lại tiếp tục một cây nến tăng trần. Rất tiếc là phiên ngày hôm qua Hùng không cover được ở đây, đã nhìn ra ở vùng giá 3.6, có thể 3.65, có thể là sẽ là cái vùng mà cổ phiếu này sẽ chỉnh về đây xong lại tích lũy, lại tiếp tục đánh thì trong nhịp này nó đánh về đâu. Hùng đánh giá rằng khả năng cổ phiếu này sẽ đánh về vùng 6. Khả năng cao thì sẽ về vùng 6, còn ít nhất là sẽ về vùng 5, nhưng Hùng đặt ở vùng 6. Bởi vì khá hay, cổ phiếu này cũng khá là hay. Hoàng Anh Gia Lai và ITA thì hình như hai cổ phiếu này hôm nay chưa có gì đột biến. Hoàng Anh Gia Lai thì vẫn là một cái nền 5.2, Hùng đã đề cập rồi. ITA thì Hùng đang tiếp tục quan sát cổ phiếu này ITA, và những cái buổi phân tích trước thì Hùng có đề cập đến cái vùng ở đây, đây là cái vùng 3.3 này.
cũng đang cố quan sát và đọc trận đấu của ITA, ITA ở vùng 3.3. ITA ở vùng 3.3 nhưng mà vùng 3.3 vẫn chưa vượt qua. Vẫn chưa vượt qua thì có thể là như thế này thì ITA sẽ chạm về đây chăng? Chạm về kênh hỗ trợ dưới và vùng 2.84. Ta cùng chờ ITA về vùng 2.84, tích lũy thì lại tiếp tục có thể mở mua đối với mã cổ phiếu này. CRE, QCG, CRE. CRE thì nền thứ nhất bị gãy và khi về đến đây, CRE lại về đúng cái vùng đáy của nó ở đây. Vùng đáy được xác lập ở đây là khoảng vùng 25.5. Khi về đến vùng 25.5 thì lực cầu lại tiếp tục vào ở đây. Ok, có thể CRE sẽ quan sát phiên thứ hai, phiên thứ ba và phiên thứ tư để chúng ta có thể xem cái sự vận động của cổ phiếu này như thế nào. Đây cũng là một mã cổ phiếu mang tính đầu cơ cao, thì chúng ta cũng có thể xem xét ở một cái tỷ trọng vừa phải. QCG. Đối với QCG thì trong cái giai đoạn trước Hùng cũng đã có đề cập đến QCG ở một cái nền 5.8 đến 6 và khi đó thì sau đó thì nền này đã bị gãy. Và khi nền này bị gãy xong thì Hùng cũng đã có đề cập đến các anh chị một cái nền giá đấy là 5.26. Đấy khả năng sẽ là cái nền mà cổ phiếu này sẽ tích lũy trở lại. Và sẽ có những phiên đánh vượt thoát đi lên. Hiện tại là QCG đã có một những cái phiên đánh khá là mạnh và trong những bản tin trước thì Hùng đã phân tích rồi, tức là QCG có thể trong nhịp này có thể đánh chạm về vùng kênh trên ở đây thì sẽ tiếp tục giảm, thì như thế là điểm mua không còn và chúng ta cũng chỉ theo dõi đối với mã cổ phiếu này thôi. Một mã cổ phiếu tiếp theo, FIT. Đối với FIT thì Hùng sẽ view lại ở một cái xu thế nó dài một tí. Đối với FIT thì Hùng đã chat ở trên Zoom. Đây cũng là một mã cổ phiếu trà đá. Đúng là mã cổ phiếu trà đá. Và FIT cũng đã có những cái lịch sử đánh, có những cái từng có những cái lịch sử, những cái đội đánh khá là mạnh, khá là kinh khủng. Đấy là một cái nhịp đánh thứ nhất. Đây các anh chị cũng có thể xem lại từ vùng giá 4 về đến vùng giá 20. Tức là nó rơi vào khoảng tầm 5 lần. Và một cái nhịp đánh cũng thứ hai ở đây cũng từ vùng 4 đến vùng 12. Tức là một nhịp đánh gấp 3 lần, tức là 300%. Đó, những cái mã cổ phiếu trà đá thì nó thường là như vậy, tức là nó thường có một cái mức sinh lợi rất là lớn. Tuy nhiên các anh chị cũng phải hình dung rằng cái cổ phiếu trà đá nó là nó đánh nó rất là rủi ro. Tức là có thể các anh chị sẽ có được rất nhiều tiền nhưng ngược lại cũng có thể mất rất là nhiều tiền. Đó thì cái việc tham gia mã cổ phiếu trà đá thì Hùng Lê vẫn luôn khuyến nghị các anh chị chúng ta nên có một cái góc nhìn nó thật là sáng suốt đối với mã cổ phiếu này. Còn đối với trên cái xu thế hiện tại của cổ FIT thì Hùng đánh giá rằng là cổ phiếu FIT đã test thành công vùng đáy ở vùng 2.5 đến vùng 2.9 ở đây. Khả năng là đã test thành công. Hiện tại đến bây giờ thì Hùng đánh giá khoảng tầm 90% là đã test thành công ở vùng này và đang có những phiên bẻ gãy xu thế và để hình thành lại một cái xu thế tăng giá. Chính vì vậy Hùng đã phân tích ở trên Zoom cho cả nhà. Hùng đã phân tích ở trên Zoom trong một cái buổi tối ngày đây, một cái buổi tối ở trên Zoom, tối ngày bao nhiêu đây nhỉ, sao lại không hiện ngày, hình như ngày là hiện đây, ngày 11 tháng 4, thì Hùng đã điểm lại cổ phiếu AAA này, LCG này, Nam Long này, PDR này, và sau đó thì cũng có
tiếp một mã cổ phiếu trọng tâm thì những mã cổ phiếu trà đá đây Fit đó, và Hùng đã phân tích tại sao Fit lại có được những cái nhịp hoàn thành, những nhịp hoàn thành test đáy và những cái nhịp đi lên của Fit như thế nào. Thì đối với Fit, Hùng đã đề cập đến vùng giá 3.7. 3.7 sẽ là một cái nền giá mà Fit sẽ có những cái yếu tố tạo lập và những yếu tố hỗ trợ tại đây. Và trong cái nhịp này thì có thể là Fit sẽ chỉnh về đâu thì khả năng cao thì Hùng cũng đang tiên lượng là nếu mà Fit có chỉnh thì sẽ về khoảng vùng 3.5. Đó thì cái vùng 3.5 đến khoảng cái vùng giá 3.6 đến vùng 3.7 đấy là cái vùng mà chúng ta lưu tâm đến mã cổ phiếu này. Thì đối với Fit là như vậy, và trên biểu đồ nến tuần thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy rằng là hiện tại thì Fit đã có những cái pha bẻ gãy về pha xu thế. Hùng đang đánh giá là khá là đẹp đối với Fit, và Fit thì yếu tố tạo lập và yếu tố đầu cơ của cổ phiếu này cũng rất là cao. Chúng ta có thể xem lại lịch sử sau những cái nhịp trượt dốc rất là dài. Các anh chị có thể nhìn thấy đây, sau những cái nhịp trượt dốc của cổ phiếu Fit rất là dài. Sau những cái nhịp trượt dốc rất là dài thì Fit đã có những cái vùng đánh lại, thì Hùng cũng có thể kỳ vọng ở trong cái giai đoạn hiện tại đối với cổ phiếu Fit. Cổ phiếu EVG cũng là một mã cổ phiếu trà đá. EVG thì hiện tại thì chúng ta chưa nhìn thấy những yếu tố tạo lập trong lịch sử, chỉ có nhìn thấy một cái yếu tố, đấy là yếu tố giảm dài trung và dài hạn thôi. Tuy nhiên Hùng cũng đánh giá hiện tại là ở góc độ hiện tại thì Hùng cũng đang nhìn thấy những cái yếu tố để có thể khẳng định là cái vùng đáy ở đây, cái vùng test đáy của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 2.5. Quanh vùng giá 2.5 là thành công. Hiện tại thì Hùng đánh giá là như vậy, vùng test đáy của cổ phiếu này 2.5 là thành công. Và sau một cái nhịp trượt dài của cổ phiếu, sau một cái nhịp trượt rất là dài ở đây, chúng ta cũng có thể thấy sau một nhịp trượt rất là dài ở đây thì cổ phiếu đã có một cái vùng test đáy, và Hùng đang có cảm nhận rằng là cái dòng tiền đang tiếp tục đánh lại vào cổ phiếu này. Và cái việc là đánh lại như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng đến đâu và như thế nào, thì đây cũng là một mã cổ phiếu trà đá. Và Hùng Lê vẫn khuyến nghị đối với những mã cổ phiếu như này thì chúng ta cũng không nên quá mạo hiểm để chúng ta đầu tư nhiều. Và vùng giá Hùng khuyến nghị ở đây là 28.85, tức là trên vùng nền một tí. Đây là vùng mà Hùng khuyến nghị các anh chị có thể quan sát cổ phiếu này ở trong phiên thứ 3, trong phiên tuần tới, để chúng ta có thể có những cái hành động cụ thể. VRC đối với VRC nền vẫn là một cái nền ở quanh vùng 16, không có gì đặc biệt, 16 đến 16.5. Nếu như gãy nền 16 thì chúng ta bán bỏ, còn nếu mà trên vùng 16.5 thì vẫn có thể xem xét giữ lại để chúng ta có thể chốt ở những vùng cao hơn. Cổ phiếu mới lên sàn thì chúng ta có LMH, những cái mã cổ phiếu mà LMH chưa có tín hiệu gì, HV. Đối với HVH thì mã cổ phiếu này Hùng cũng đã có mua và cũng đã chốt ở quanh vùng 24. Hiện tại thì cái yếu tố tạo lập của cổ phiếu này cũng đang khá là tốt, khi mà về đến, tức là những cái nhịp chỉnh, các anh chị có thể nhìn thấy những cái nhịp chỉnh của cổ phiếu này nó khá là nhẹ nhàng. Đó, khi nó chạm về đến vùng target 25 thì nó chỉ chạm nhẹ về đến vùng 24 và sau đó thì nó lại túc tắc, nó lại đi lên. Thì trước mắt là trong cái nhịp này chúng ta cứ kỳ vọng rằng cổ phiếu này sẽ chạm về đến vùng 25. Khi chạm đến về vùng đến vùng 25 thì chúng ta sẽ xem xét những yếu tố tạo lập của cổ phiếu này. Nếu như đánh vượt thoát vùng 25 thì sao? Đánh vượt thoát vùng 25 thì cổ phiếu này sẽ Hùng sẽ bẻ tiếp target, và khi đó thì chúng ta lại tiếp tục có một nhịp đầu tư. Không sao cả, chúng ta sẽ gọi là chúng ta mua cao, chúng ta bán cao. Các anh chị đừng có nghĩ rằng chúng ta mua được cổ phiếu giá rẻ là chúng ta sẽ thành công. Một cái quan điểm nó hoàn toàn là sai lầm. Chúng ta mua cao để chúng ta bán cao hơn. Khi một cái xu thế của cổ phiếu đã xác lập một cái xu thế tăng thì cổ phiếu không chỉ có tăng có một ngày, mà cổ phiếu sẽ tăng một tuần hoặc thậm chí là một tháng. Và ngược lại, khi cổ phiếu giảm thì cũng có thể giảm một tuần hoặc một tháng. Vì vậy khi cổ phiếu chúng ta giảm thì chúng ta phải nhanh chân rời bỏ cổ phiếu. Và khi cổ phiếu tăng thì chúng ta lại yên tâm, chúng ta có thể bán ra, và chúng ta thấy nếu cái xu thế cổ phiếu vẫn còn
và những cái điểm bán của chúng ta bị sai thì chúng ta sẽ cover lại cổ phiếu khi có những tín hiệu kỹ thuật đáp ứng và ok hơn. SGC. Mã cổ phiếu này thì Hùng có đề cập đến đây, tức là khả năng sẽ test chỉnh về vùng vùng 14 đến vùng 15. Thì trong phiên ngày hôm nay đã chạm về vùng 15, tức là chạm về vùng biên trên. Thì cũng có thể là nếu cổ phiếu mạnh thì cổ phiếu sẽ chỉ chạm về vùng biên trên thôi. Và cổ phiếu từ khi chạm về vùng biên trên thì có thể cổ phiếu sẽ đi lên. Thì đối với cổ phiếu này thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở đây trong cái biên từ 14 đến 15 thôi. Mở mua mới hiện tại thì Hùng chưa có khuyến nghị. Có một mã cổ phiếu cũng rất là đẹp mà rất là tiếc là trong thời gian vừa qua Hùng quá mải mê những mã cổ phiếu khác nên là bỏ qua mất cái mã cổ phiếu này, Sợi Thế Kỷ STK. Mã cổ phiếu này đánh rất rõ sóng, rõ trend và cái xu thế cũng rất là đẹp tuyệt vời luôn, nhưng mà bị lãng quên, hoặc nói đúng hơn là chúng ta không đủ các cái công cụ để phát hiện ra cổ phiếu này. Ok, một cổ phiếu tâm điểm mà cũng là một cổ phiếu mà Hùng Lê liên tục phân tích và đề cập đến cho quý anh chị nhà đầu tư, khuyến nghị các anh chị mua và đầu tư cổ phiếu này, bởi vì Hùng thấy rằng đây là một mã cổ phiếu rất là tốt. Vùng nền tích lũy như thế nào thì Hùng không nói lại ở bản tin này, bởi vì cổ phiếu AAA là Hùng Lê đã phân tích từ những bản tin từ 3-4 tuần trước. Đó, từ 3-4 tuần trước khi mà AAA đã hoàn thành cái nền tích lũy của AAA từ vùng nền 14 đến nền 16. Và một điều rất là tuyệt vời, trong tuần vừa qua thì AAA đã có một nhịp đánh từ vùng 17.5, các anh chị nhỉ, 17.5 đến 19.35. Tức là gần tăng 2.000 trong cái tuần vừa qua. Và chúng ta thấy rằng ở trên Zoom thì Hùng cũng liên tục có những bản tin nói về bản tin về AAA. Khi mà trong tuần vừa qua chúng ta thấy rằng cái động thái đè giá của nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài đã có hai phiên đè giá cực kỳ mạnh, dẫn đến việc là cứ lên đến vùng 18.3 đến 18.5 là nhà đầu tư nước ngoài cứ đè xuống. Và rất là tuyệt vời, cầu nội, lực cầu nội của chúng ta đã cân hết toàn bộ cái lượng hàng của nhà đầu tư nước ngoài. Và cái mục tiêu của Hùng Lê ở trong nhịp này A sẽ đánh về vùng 21 đến vùng 22 là hoàn toàn hiện thực và hoàn toàn có khả thi. Trên góc độ phân tích kỹ thuật hiện tại thì những xu thế kỹ thuật của A đều rất là mạnh, và Hùng Lê đã ở trên Zoom thì Hùng Lê đã ví rằng A giống như một con trâu điên. Giống như một con trâu điên, bởi vì khi Hùng đã quan sát cực kỳ kỹ những cái phiên mà A khớp lệnh và một cái điều đặc biệt đó là khi mà cổ phiếu này đã trở thành cái tâm điểm của thị trường, và cái lúc mà cổ phiếu mà đã ngừng được cái lực bán của nhà đầu tư nước ngoài thì rõ ràng một điều là cổ phiếu này sẽ tăng giá, và thậm chí là sau khi những cái lực đè bán mạnh của nhà đầu tư nước ngoài thì cổ phiếu này có thể nhà đầu tư nước ngoài có thể quay lại để mua lại. Đây, Hùng đã có một câu rất là vui, khỏe như một con trâu điên. Đó, và tại sao nó lại khỏe như một con trâu điên thì Hùng đã phân tích cực kỳ chi tiết ở đây. Đó, thì đấy là những cái giá trị mà khi các anh chị về đồng hành cùng với Hùng Lê thì các anh chị sẽ nhận được những cái giá trị như vậy. Chúng ta cùng điểm lại KDF. Nói về A nữa, chúng ta cũng có thể nhìn thấy đây. Chúng ta cũng có thể thấy rằng là trên biểu đồ nến tuần thì A đang có một tuần đánh rất là tuyệt vời. Các anh chị có thể nhìn thấy A đã có một... đây, Hùng sẽ bật lại đây. A có một tuần đánh rất là tuyệt vời. Khi mà lực cầu nội đã cân hết toàn bộ cái lượng hàng của khối ngoại bán ra. Và chính vì như vậy nên là cái việc mà cổ phiếu này về đến vùng target 22 là hoàn toàn có khả thi. Thậm chí là khi đến vùng về đến vùng 22 thì Hùng sẽ tiếp tục căn cứ vào những cái nội tại của cổ phiếu để có thể bẻ các cái kịch bản tiếp theo của cổ phiếu này. Chúng ta cùng xem mã cổ phiếu KDF. Đối với KDF thì sau khi hoàn thành cái vùng giá mục tiêu, đấy là vùng giá 34 đến vùng giá 35, thì KDF đã có một nhịp chỉnh rất là mạnh, và ngày hôm nay thì KDF có một cái gap ở đây.
Và khi KDS về đến vùng 27.5 cũng là cái vùng mở mua tối đa của chúng ta ở trong nhịp đánh trước đó, thì khi gặp về vùng hỗ trợ thì cổ phiếu này sẽ có những cái nhịp lình xình ở đây, và chúng ta sẽ quan sát và khi nào có những cái tín hiệu mua thì Hùng sẽ báo với anh chị và chúng ta có thể mở mua. Nhưng mà khi về đến cái vùng 27.5 là cái vùng mà chúng ta cũng đã có thể quan sát mã cổ phiếu này để chúng ta có thể có những cái chiến lược phù hợp, và khả năng cổ phiếu này thì sẽ vẫn có thể tiếp tục cover lại. Nhưng mà việc cover lại cổ phiếu này thì chúng ta cần phải chờ, chứ không phải là chúng ta cứ về đến vùng hỗ trợ để chúng ta mua. Một mã cổ phiếu nữa mà Hùng Lê đã phân tích và một mã cổ phiếu đáng để chúng ta đầu tư như là NLG và bây giờ là LCG. Thì đối với LCG, những bản tin trước thì các anh chị cũng đã được Hùng Lê phân tích ở một cái nền giá 10 đến nền giá 11. Đấy là một cái nền mà Hùng đánh giá rằng khả năng cổ phiếu này có thể tích lũy và test chỉnh lại ở trong cái nhịp này và sẽ vượt thoát đi lên. Và một điều rất là tuyệt vời khi NLG đã có một phiên đánh ở đây, đấy là phiên ngày 4 tháng 4 đã đánh vượt thoát lên chạm vùng 12. Và sau đó thì đã có một tuần neo đậu, các anh chị nhớ một cái câu Hùng hay nói, đấy là một tuần neo đậu ở quanh vùng giá 11.7. Và ở trên Zoom ở đây Hùng cũng đã có phân tích cho các anh chị là vùng giá nào không thủng thì cổ phiếu tiếp tục đi, và vào trong những cái bản tin tuần trước thì Hùng cũng đã có đề cập đến cái vùng 11.7 ở đây. Thì trong tuần thì LCG đã có những phiên test chỉnh về vùng 11.7 và đóng cửa vùng 12.25. Như thế rất là tuyệt vời trên một cái biểu đồ nến tuần. Đối với quan điểm của Hùng Lê là nó gần lấp được một cái khoảng gap ở đây, và chúng ta cùng sẽ kỳ vọng rằng LCG sang tuần tiếp theo LCG sẽ tiếp tục phát huy. Khi mà neo được vùng giá 12.25 rồi thì Hùng đang quan sát tiếp vùng giá 12.5. Cổ phiếu này cần phải neo và vượt qua vùng giá 12.5 và để đưa cổ phiếu này về vùng giá 13. Và khi cổ phiếu này về được đến vùng giá 13 thì như thế cái target Hùng đặt ra ở đây, đấy là cổ phiếu này tiệm cận về khoảng vùng giá 15 đến vùng giá 16 là hoàn toàn có khả thi. Thì cái việc mà chúng ta phân tích target là chúng ta sẽ phân tích theo những cái tín hiệu kỹ thuật hàng tuần, các anh chị lưu ý là như thế. Và ví dụ như đến tuần đó Hùng Lê thấy có những tín hiệu không ổn và tín hiệu bị sai thì Hùng Lê sẽ bẻ kịch bản. Bởi vì là Hùng Lê cũng như các anh chị thôi, chúng ta là những nhà đầu tư, đúng không ạ? Vì chúng ta là những nhà đầu tư, chính vì vậy chúng ta có những cái phân tích đúng, có những cái phân tích bị sai. Đó. Và khi các anh chị về cùng với Hùng Lê thì Hùng Lê vẫn luôn nói một câu là chúng ta cố gắng. Các anh chị lưu ý nhé, Hùng không bao giờ nói là chúng ta luôn luôn, mà chúng ta cố gắng giảm thiểu những cái thất bại ở trên thị trường và chúng ta cố gắng gia tăng những cái lợi nhuận của chúng ta ở trên thị trường. Hùng Lê thấy rất nhiều những anh chị làm broker, những anh chị làm nghề thường có những cái câu status ở trên các trang mạng, trang Zoom rằng là các anh chị comment đi, các anh chị để lẻ mau đi, tôi sẽ cho các anh chị những cổ phiếu tăng gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần, hay là tôi sẽ là một người sau khi mà các anh chị về với tôi, các anh chị sẽ là người thành công trên thị trường chứng khoán, các anh chị sẽ là những con ngựa chiến ở trên thị trường chứng khoán. Xin lỗi, không có câu chuyện đó. Chúng ta có những cái đúng, chúng ta có những cái sai, nhưng ở cái góc độ quan điểm của Hùng Lê, các anh chị lưu ý là khi chúng ta đúng chúng ta làm gì và khi chúng ta sai chúng ta làm gì, đó mới là mấu chốt để chúng ta tồn tại và để chúng ta thành công ở trên thị trường chứng khoán. Thì hiện tại là Hùng đang kỳ vọng là sang tuần tới thì cổ phiếu này có thể neo vượt thoát được vùng 12.5 và sau đó đến vùng 13, thì đây là những cái tín hiệu mà cổ phiếu cần phải vượt qua. Khi cổ phiếu vượt qua được những yếu tố này rồi thì khi đó chúng ta mới nói đến những cái vùng target tiếp theo. Thì LCG Hùng đã khuyến nghị các anh chị rồi, đó là một mã cổ phiếu mà đáng để chúng ta đầu tư. Chúng ta cùng điểm qua mã cổ phiếu GEG, một mã cổ phiếu về thủy điện. Thì đối với GEG, trong những bản tin phân tích trước thì Hùng có đề cập đến ở trong nhịp này khả năng thì cổ phiếu sẽ chạm về đến vùng 24, vùng 25 đến vùng 26. Khả năng thì cổ phiếu này sẽ chạm về đến vùng 25 đến vùng 26 và
GEG thì đã có những phiên sụt giảm mạnh, và trong phiên cuối tuần thì GEG đã có một phiên neo lại ở vùng giá 24. Thì với một cái việc neo lại vùng giá 24 này thì nó cũng có hai cái kịch bản nó có thể xảy ra, tức là có thể sang tuần tới thì cổ phiếu này sẽ đánh vượt thoát vùng 24 luôn. Thì như thế rõ ràng một điều là cổ phiếu sẽ tiếp tục hành trình của mình. Và ngược lại, nếu tại vùng 24 này cổ phiếu không vượt thoát được vùng 24 thì như thế là cái xu thế tiếp theo của cổ phiếu nó sẽ là xu thế giảm giá, tức là nó sẽ phân phối và nó sẽ chỉnh về một cái điểm nào đó ở dưới này. Thì sau đó thì theo những cái tín hiệu kỹ thuật thì Hùng Lê có thể sẽ phân tích lại, nhưng khả năng là sẽ chạm về khoảng vùng giá 21 ở đây. 21 khả năng sẽ chạm về vùng 21 ở cái nhịp chỉnh này và tích lũy lại ở vùng 21 và tiếp tục vượt thoát đi lên, thì như thế thì rất là tuyệt vời. Dược Việt Nam không có cái gì nó xuất sắc cả thì chúng ta sẽ cho nó đi. TDM. Đối với TDM đúng không ạ? TDM thì trong bản tin tuần trước thì cũng đã có phân tích rồi. TDM, bởi vì tại sao TDM là Hùng lại phân tích, bởi vì trong nhà đầu tư, một số nhà đầu tư của Hùng Lê cũng có nắm giữ mã cổ phiếu TDM. Thì đối với TDM ngày hôm nay rất may là TDM đã rút lại được lên đến vùng 2 ở đây. Đây là vùng 28 mà. Rất may là cổ phiếu này đã rút lại được ở trên vùng 28, thì như thế là cái xu thế của cổ phiếu nó đỡ xấu đi. Tuy nhiên Hùng đánh giá rằng hiện tại thì cái vùng này đã là một cái vùng phân phối của cổ phiếu và xu thế chủ đạo của cổ phiếu vẫn là xu thế giảm giá. Và việc các anh chị lưu ý giúp Hùng lên, những anh chị nào đang cầm nắm giữ mã cổ phiếu này, quan sát kỹ vùng 28, nếu thủng vùng 28 chúng ta sẵn sàng chúng ta phải cắt hết toàn bộ để chúng ta bảo toàn lợi nhuận cũng như bảo toàn độ an toàn tài khoản của chúng ta. KDC và FPT. Đối với KDC thì Hùng đang quan sát ở một cái vùng nền ở đây, đấy là cái vùng nền tích lũy của KDC. Hiện tại thì cũng chưa có những cái yếu tố đặc biệt đối với mã cổ phiếu này, nhưng Hùng đang quan sát ở quanh vùng 21 đến vùng 21.5. Vùng 21 đến vùng 21.5 ở cái vùng này để chúng ta xem sự vận động của cổ phiếu này ở quanh vùng này xem như thế nào. FPT. Đối với FPT thì hiện tại cũng đang khá là tốt, khá là ok. Thì trong những bản tin trước thì Hùng đã phân tích rồi, có thể trong nhịp này FPT sẽ đánh vượt lại về vùng 50. Về vùng 50 thì như thế là về vùng 50 hoặc 50.5. Thì đấy cũng là cái vùng khả năng cũng sẽ là hết sóng của cổ phiếu FPT ở trong cái nhịp đánh này. Ok, như vậy là trong tuần này thì Hùng đã có cung cấp thêm cho các anh chị một số các cái mã cổ phiếu, ví dụ như FIT, ví dụ như EVG, những cái mã cổ phiếu chiến lược, những cái mã cổ phiếu chiến lược của chúng ta, AAA, LCG, đúng không ạ, LCG. Ok, những mã cổ phiếu chiến lược Nam Long là những mã cổ phiếu rất là chiến lược, mã cổ phiếu PDR cũng là một mã cổ phiếu rất là đẹp. PVS và PVD. PVS thì vẫn là một mã cổ phiếu rất là đẹp. Chúng ta đã đánh giá khá là tốt, khá là ok. TGG cũng đã có một mức tăng ấn tượng. Đó thì là hiện tại thì các anh chị cũng có thể thấy rằng VN Index của chúng ta trong tuần vừa qua là một cái trạng thái lình xình đi ngang. Chúng ta không có quá nhiều các mã cổ phiếu xuất sắc, để đầu tư trong thời gian vừa qua, và những mã cổ phiếu xuất sắc nhất, tốt nhất thì Hùng cũng đã phân tích, Hùng cũng đã liên tục phân tích chat ở trên Zoom cũng như phân tích trên các bản tin video hàng tuần cho quý anh chị nhà đầu tư, với mong muốn cung cấp được những cái góc nhìn tốt nhất của Hùng Lê về thị trường, về cổ phiếu đến với cộng đồng nhà đầu tư. Và thêm một lần nữa thì Hùng Lê cũng trân trọng và kính mời tất cả những quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta đang theo dõi Hùng Lê, đang xem các bản tin hàng tuần của Hùng Lê, sẽ về team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS để chúng ta cùng đồng hành, cùng phát triển ở trên một cái chặng đường dài.
Với quan điểm của Hùng Lê là đầu tư bền vững, các anh chị cũng có thể thấy đấy, tất cả những cái mã cổ phiếu nào mạnh, những cái mã cổ phiếu nào tốt thì Hùng đều khuyến nghị các anh chị là chúng ta trọng tâm, chúng ta đầu tư vào những mã cổ phiếu đó. Còn những cái mã cổ phiếu nào nó mang tính chất là vơ bèo, vợt tép, hoặc là những mang cái tính chất vui văn hóa, văn nghệ, mang tính chất trà đá thì Hùng cũng nói rất là rõ. Và cái quan điểm của Hùng Lê xuất thân từ một nhà đầu tư, chính vì vậy tất cả những cái gì Hùng làm, Hùng đều theo một cái quan điểm của Hùng Lê, đó là cố gắng giúp cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta ngày một tốt lên, cố gắng định hướng cho quý anh chị nhà đầu tư của chúng ta có được một cái phương pháp đầu tư, có được một cái góc nhìn đầu tư tốt nhất. Và sau khi mà cái dự án của Hùng Lê, sau khi cái dự án của Hùng Lê FX Trending này, Hùng Lê đang test thử các cái thông số kỹ thuật xong, thì Hùng Lê sẽ quay lại và Hùng Lê sẽ làm các cái bản tin, những cái bản tin nó mang tính chất là những cái bản tin sẽ mang tính chất là học, tức là Hùng sẽ có những bản tin về, ví dụ như học về nến, rồi những cái bản tin học về lý thuyết, ví dụ lý thuyết Dow là như thế nào, đúng không ạ, về phân tích kỹ thuật, rồi nến, rồi chúng ta sử dụng các cái công cụ kỹ thuật. Ví dụ như là chúng ta sử dụng các cái chỉ báo về Ichikuku như thế nào, hoặc là chúng ta sử dụng các cái chỉ báo MACD như thế nào, hoặc vân vân và vân vân, hoặc là chúng ta sử dụng một cái lý thuyết dòng tiền như thế nào để chúng ta có thể nhận diện được cổ phiếu. Thì các anh chị cũng có thể thấy rằng cái phương pháp phân tích của Hùng Lê rất là đơn giản, đặc biệt là khi Hùng Lê đã đưa những cái danh mục cổ phiếu của Hùng Lê vào cái tầm quan sát thì Hùng Lê sẽ quan sát rất kỹ. Hùng Lê quan sát từng cái bước khớp lệnh một, các anh chị phải hiểu như thế, tức là rất là kỳ công đó. Ví dụ tại sao Hùng đây, Hùng lại đây, các anh chị có thể xem những tức là Hùng quan sát đến mức độ như thế này, thì các anh chị cũng có thể thấy là cái việc mà chúng ta để có được cái thành công ở trên thị trường, chúng ta cần phải học rất là nhiều. LCG đang có manh muốn chạy thoát vùng 12.2. Còn trước ở đây thì Hùng lại có tiếp một cái quan sát của mã cổ phiếu LCG. Đây, các anh chị nhìn thấy nhé. Đây là ngày 9 tháng 4. Thì Hùng đã quan sát tín hiệu A, Hùng quan sát thời điểm này rất là ổn. Đấy, ok. Và đối với LCG thì Hùng quan sát như thế nào? Giao dịch buồn ngủ như ăn cơm nguội tại vùng giá 12. Đây là dấu hiệu chúng ta cần lưu tâm. Lực đánh mạnh của cổ phiếu sẽ sớm xuất hiện từ 1 đến 3 để 3 phiên tới đó. Thì cái cách mà chúng ta trending trên thị trường chứng khoán, chúng ta không nên tập trung vào quá nhiều mã, và khi mà chúng ta đã phát hiện được những mã cổ phiếu tốt, những mã cổ phiếu mạnh thì chúng ta hãy quan sát nó. Hãy quan sát nó để chúng ta biết được cái sự vận động của nó, và quan sát nó để chúng ta biết được cái xu hướng của nó. Ở một câu chuyện rất là vui, ví dụ như một chàng trai đi tán một cô gái, nếu chúng ta hời hợt thì chúng ta làm sao chúng ta tán được cô gái, đúng không ạ? Chúng ta phải quan sát đấy, cô gái đấy thích những cái gì, thích đi shopping hay là thích đi du lịch, hay là thích đi câu cá, hay là thích đi đua xe, hay là thích đi một cái sở thích nào đó. Và sau đó thì chúng ta quan sát xem là hàng ngày người ta làm như thế nào. Đấy, hàng ngày người ta thích làm cái gì, từ đó thì chúng ta mới tiếp cận được với người ta, đúng không? Tiếp cận xong thì chúng ta mới đó. Thì cổ phiếu nó cũng như vậy. Thì khi chúng ta ngắm được cái cổ phiếu A là cổ phiếu ok, tôi thấy cái cổ phiếu này rất là tuyệt vời rồi, rất là thích rồi, vậy thì chúng ta cần phải quan sát nó, cái sự vận động của nó, rồi tất cả mọi yếu tố để chúng ta có thể quyết định đầu tư nó hay không đó. Thì đấy là một trong những cái mà Hùng Lê muốn hướng đến cộng đồng nhà đầu tư. Và bản điểm tin của chúng ta đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý anh chị nhà đầu tư, và Hùng Lê cũng chúc toàn thể cộng đồng nhà đầu tư trên mọi miền của Tổ quốc có được những cái ngày nghỉ lễ vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Cũng như trong những ngày nghỉ, chúng ta sẽ tái tạo lại toàn bộ năng lượng để chúng ta tiếp tục hành trình một cái chặng đường mới, một cái tuần mới đầu tư thành công hơn và may mắn hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.